Ứng viên nào đây? Dạ, chào giám đốc ạ. Chào, tôi nghe xem cái phỏng vấn của phỏng vấn của Akala. Dạ vâng. Mời em ngồi. Chị xem bộ hồ sơ của em nhá. Dạ vâng. Em giới thiệu qua bản thân đi. Em tên là Hưng, em 25 tuổi ạ. Em từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân ạ. Cũng vừa tốt nghiệp xong văn bằng 2 ạ. Chị có một câu hỏi muốn hỏi em nhá. Dạ vâng. 678 có ý nghĩa gì? 678 ạ. 678 thì nó là một cái dãy số tự nhiên chị ạ. Dãy số tự nhiên hả? Vâng. Thôi được rồi. Em cứ về đi nhá. Vâng ạ. Ứng viên tiếp theo nào. Chào chị ạ. Chào em. Em đến phỏng vấn xin việc ạ. Ngồi đi em. Dạ. Giới thiệu qua về bản thân đi em. Dạ, em tên là Tin ạ. Em 30 tuổi ạ. Cho chị bộ hồ sơ của em. Hồ sơ thì em mới học hết cấp 2 nhưng mà chưa kịp lấy bằng ạ. Chưa kịp lấy bằng ạ? Vâng. Cho chị xin cái chứng minh thư của em đi. Chứng minh thư của em, em gửi tiệm cầm đồ ấy, chưa kịp nhổ ra. Chưa nhổ hả? Vâng. Bây giờ chị có một câu hỏi muốn hỏi em nhá. 3 con 2 có nghĩa gì? 3 con 2 ạ? 3 con 2 là sáp chị ạ. Sáp đấy à? Chuyên môn của em luôn. Sáp hả? Vâng. Ôi dồi, ứng viên đây rồi. Ứng viên đây rồi, chào mừng em về cái đội của chị. Đang thiếu đúng một chân. Ồ. Cái toán, em chung gửi luôn hả chị? Chung gửi luôn, cái toán nhận luôn nhá. Chiều đi làm. Đang làm luôn, vâng. Đi làm luôn.